Bạn đã bao giờ mơ thấy mình bay giữa bầu trời, hay rơi mãi không ngừng? Hay mơ mình đang đi học mà quên mặc quần? Những giấc mơ kỳ quặc, khó hiểu và thậm chí đáng sợ. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao ta lại mơ? Và giấc mơ đó nói lên điều gì về bạn? Đầu tiên hãy tìm hiểu giấc mơ là gì. Giấc mơ là chuỗi hình ảnh, cảm xúc và âm thanh xuất hiện trong tâm trí khi ta ngủ, đặc biệt trong giai đoạn REM. REM là viết tắt của Rapid Eye Movement, có nghĩa là giấc ngủ chuyển động nhanh của mắt. Lúc này, mắt của các bạn đã nhắm nhưng vẫn chuyển động rất nhanh, não tạo ra các hình ảnh kỳ lạ hay còn gọi là giấc mơ và hoạt động mạnh. Trong một đêm, mỗi người có thể mơ từ 4 đến 6 giấc mơ, dù ta chỉ nhớ vài mảnh vụn khi tỉnh dậy. Dù không ai thật sự hiểu hết giấc mơ, hầu hết nhà khoa học đồng thuận rằng mơ là một phần không thể thiếu của chu trình ngủ, ảnh hưởng tới tâm lý, trí nhớ và sức khỏe. Vậy vì sao não lại mơ? Có nhiều giả thuyết được đưa ra trong thế giới khoa học. 1. Lý thuyết xử lý ký ức. Giấc mơ giúp sắp xếp, củng cố hoặc loại bỏ ký ức ngắn hạn. Giống như máy tính dọn rác, não tổ chức lại thông tin đã học trong ngày. 2. Lý thuyết mô phỏng nguy hiểm, được gọi là thuyết tiến hóa. Theo các nhà khoa học tiến hóa, giấc mơ là cách tổ tiên loài người luyện tập phản ứng với tình huống nguy hiểm, bị rượt đuổi, lạc đường, đánh nhau. 3. Kết quả của xung thần kinh ngẫu nhiên. Giấc mơ là cách não bộ biến các xung điện ngẫu nhiên thành câu chuyện như tạo video ngẫu nhiên từ dữ liệu lộn xộn. Vậy giấc mơ nói lên điều gì? Freud, cha đẻ phân tâm học, cho rằng giấc mơ là con đường đến vô thức, là nơi ẩn chứa ham muốn bị đè nén, cảm xúc chưa giải tỏa. Ví dụ, mơ bị rượt đuổi cho thấy cảm giác bị đe dọa trong cuộc sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện đại cảnh báo, giải mã giấc mơ nên mang tính tham khảo, vì não có thể chỉ đang kể chuyện ngẫu nhiên. Và sau đây vì sao sẽ bật mí cho các bạn một số điều thú vị ít ai biết về giấc mơ. Lucid Dream, nghĩa là giấc mơ tỉnh táo, là trạng thái người mơ nhận biết mình đang mơ và có thể điều khiển giấc mơ. Người tập thiền, viết nhật ký giấc mơ thường đạt được trạng thái này. Mọi người có biết về giấc mơ trắng đen? Người từng xem TV trắng đen thời xưa sẽ thường mơ không màu. Sau năm 1960, giấc mơ màu tăng theo tỷ lệ tiếp xúc với hình ảnh màu sắc. Và những giấc mơ cũng từng tạo ra phát minh vĩ đại. Dmitri Mendeleev mơ thấy bảng tuần hoàn nguyên tố. Elias Howe mơ thấy cách may bằng máy. Einstein nói ông từng mơ về lý thuyết tương đối. Giấc mơ, dù là bí ẩn hay kỳ lạ, vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống con người. Từ việc tái hiện cảm xúc, lưu giữ ký ức, cho đến việc giúp bộ não dọn dẹp thông tin, những giấc mơ hé lộ nhiều điều thú vị về chính bản thân ta. Còn rất nhiều điều chưa được khám phá về thế giới giấc mơ. Biết đâu, trong một đêm nào đó, bạn lại tìm thấy câu trả lời cho riêng mình trong giấc mơ thì sao? Nếu bạn thích video này, đừng quên ấn like, bình luận chia sẻ trải nghiệm giấc mơ của bạn và đăng ký kênh Vì Sao, để cùng khám phá những điều kỳ lạ, thú vị khác trong cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.